Chào mừng các bạn đã ghé xem video nhé. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng, có những giây phút giải trí thật tuyệt vời nhé. Và sau đây là màn trình diễn của một hiệp khách duyên dáng mặt trăng. Với một bộ vũ khí khác nhau thì sẽ đem lại cho cô ấy những bộ kỹ năng khác nhau. Vũ khí đầu tiên của cô mang là đao kép trưởng bá. Tuy là cầm đao nhưng đánh ra trưởng hình hài của một thằng chết, cầm hình hài chém vào quái vật với sức mạnh đáng sợ. Sau khi chuyển sang sử dụng vũ khí song đao thì lại khác hoàn toàn với vũ khí trước. Tốc độ của song đao khá là nhanh. Đây mới là món vũ khí rất hợp cho một hiệp khách khi mà chiêu phi thần xuyên qua quái vật và chiêu lệ chém liên hoàn quá là nhanh, quá tàn độc, quái nào thì chịu nổi với sức mạnh như thế này. Và cuối cùng, món vũ khí cuối cùng của cô ấy, khi cô ấy sử dụng chính là chiếc lưỡi hái tử thân thì sẽ kinh hồn như thế nào. Quả lưỡi hái tử thân ném thấy cho liền nát quái ra thành tro bụi. Sức mạnh của cô là Lula này quá là khủng khiếp khi mà dùng chiếc lưỡi hái tử thân ném ra một vòng tròn xoáy với sức mạnh quấn nát quái trong vòng một lốt nhạc. Và tiếp theo, mình sẽ trình diễn con tướng được cho là đắt giá nhất trong trò chơi, Adolite US. Với món vũ khí dùng là giáo, sẽ cho sức mạnh của anh ta một kỹ năng búp đam giúp cho chiêu xuyên tâm, xuyên qua nhiều quái vật cùng một lúc. Và chiêu bay lên trên không, bắn giáo vào quái cũng không có gì quá là mạnh mẽ. Khi mà anh ta sử dụng giáo với hai chiêu này và chiêu búp tăng đam, nhưng sức mạnh cũng không có gì là đáng kể. Mình thấy chiêu sử dụng giáo cũng quá là bình thường với con tướng này. Nhưng sau khi mình đổi vũ khí, Cypher vũ khí này sẽ đem lại cho anh ta với những đòn chí mạng với chiêu hất tung quái lên trên không. Nhưng chiêu người xoáy tròn vẫn kinh khủng hơn vì nó đem lại cho anh ta một lượng sát thương lớn vào quái vật
Với những chiêu chí mạng nổ đam khá là mạnh. Và các bạn nhìn đây, quái mất khá nhiều máu. Nhưng không bằng vũ khí cuối cùng của anh ta. Đó chính là chiếc roi. Đây có khi lẽ là vũ khí mạnh nhất mà anh ta dùng. Đó chính là chiếc roi. Có khả năng tấn công tầm xa. Và kỹ năng đem lại cũng tốt hơn hai vũ khí trước khi chiêu búp bật lên. Với tốc độ roi vụt vào quái như những cơn lốc xoáy. Cả năm quật roi của chiêu đường thẳm như một pha động đất rung chuyển cả đất trời. Chiếc roi này quá là ba lạ, muốn không anh em? Bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Thank you anh em nhiều.